bán kẹo hả? Ai đấy? Hả? Mở ra nào. Mong là không bị sao. Mắt tôi. Hả? Có chuyện gì vậy nè? Là trời ơi. Wow, nhiều kẹo lắm luôn. Cái gì đấy? Wow, bồn cầu bé xinh của tôi nè. Gì đây nhỉ? Mong không phải kít. Ngon tuyệt. Wow, là kẹo nè. Kẹo chua là vô đối á. Đến lần kẹo mút. Mình sẽ nhúng vào sốt cherry trước tiên. Giờ là bột kẹo chua nha. Lại đây bé ơi. Wow, cái này siêu đặc biệt à? Mình phải thử luôn. Không được ý. Ai biết bồn cầu lại ngon thế này cơ chứ? Hả? Kem siêu to hả? Em là của chế? Mùi nhựa hả? Ew. Dám lừa ta hả đồ chơi? Mình vẫn thèm sô-cô-la. Lại đây nào. Các cái chai làm đôi chứ nè. Tuyệt. Mình sẽ đổ sô-cô-la chảy vào mặt bên trong của cái chai. Các bạn phải kiên nhẫn và cẩn thận đó nha. Tuyệt tác nào cũng cần thời gian mà. Có phải xong rồi nè. Hoặc là không. Làm nó ngon hơn ạ. Thêm chút thêm màu nào. Đừng lo, tớ không bị dị ứng hạt đâu. Nhiều đạm lắm đó nha. Vậy nên cực kỳ healthy luôn. Bước tiếp theo là cho kem đánh vào. Càng nhiều càng tốt nha. Chi tiết cuối nè. Đến lúc này thì mình xin tự nhận là đầu bếp Michelin nha. Chắc phải làm thêm cái nữa sau khi ăn xong quá. Gì vậy ta? Cậu đang gửi thông điệp cho tớ à? Wow, trò chơi gắp kẹo nè mọi người. Gắp hết nào bà con. Không được rồi. Mình phải gọi thợ điện. May mà mình biết làm ảo thuật đồng xu. Để xem gặp được gì nha. Cố lên, cố gắp đi. Tuyệt. Chính xác là thế đấy. Ok, phần này khó hơn nè. Làm được rồi. Ai thắng vậy ta? Mình thắng nè. Ngon xỉu luôn. Ăn nữa nào. Mình càng ngày càng giỏi luôn đấy. Quá trời kẹo này. Và 100 cái. Bé sinh này là ai thế? Cứ tưởng mình ở đây một mình cơ. Dù là ai thì hãy ra đây đi. Cứ chạy đi nhưng đừng mơ mà trốn. Gấu dẻo ngọt ngào. Ngon tuyệt. Tại cậu đó nha cậu. Nếu không nhai được thì mình sẽ nấu. Rất vui vì được làm quen. Vĩnh biệt nha. Giờ ăn thôi. Mình sẽ làm kẹo chỉ tơ hồng bằng hai cái que này nè. Chỉ cần cuốn kẹo chỉ quanh que thôi đó nha. Cũng hơi lâu chút xíu. Vì chơi về món này vui cực luôn đó. Cứ như là đan áo len vậy. Bà mình sẽ tự hào lắm đây. Đúng là điều mình mơ ước mà. Chú gấu ấy sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Mình chính là kẻ vô đối ở đây. Không gì có thể cản mình ăn kẹo cả. Gì chứ? Hả? Gấu của mình đâu rồi? Vừa mới nói hả? Đừng nhìn tớ nữa đi. Là đồ chơi mà thôi. Em ý à. Tại hồi quá.
Hôi kinh. Đến lúc tắm cho em rồi đó. Hả? No, 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 no. Mình cần một thứ. À ha, thông minh dễ sợ. Mình nghĩ ra từ cái này tới cái khác luôn. Tắm sô-cô-la cho búp bê luôn nè. Này nhé, sô-cô-la sẽ giúp em sạch sẽ và loại bỏ tế bào chết. Đây đúng là bồn tắm tuyệt nhất nhỉ. Em cũng có thể ăn kẹo nếu thấy đói nha. Cơ mà, đâu cần phải đói mới được ăn kẹo chứ. Ăn lúc nào cũng được mà. Ôi không, đổ hết ra nhà mất rồi. Không thể bỏ phí được. Chấm sô-cô-la cái nè. Ngon tuyệt vời. Ý tưởng đó hay ghê. Mình cũng phải thử với cái này mới được. Quá là đỉnh luôn đó. Xịn hơn cả chuối sốt sô-cô-la. Tuyệt, ngon xỉu. Cuộc đời đẹp ghê. Thiên thần tuyết kiểu kẹo nè. Wow. Khuôn làm kem. Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ rót Fanta vào từng ô. Thế này còn ngon hơn kem ngoài siêu thị nhiều nhá. Tại mình tự làm mà lị. Phải cho thêm nguyên liệu bí mật nữa. Là mưa kẹo gấu đó nha. Đúng là một cơn mưa thích hợp cho phòng kẹo. Mình sẽ cho thật nhiều kẹo dẻo luôn á. Cứ như nhà khoa học làm thí nghiệm điên rồ vậy. Wow, đỉnh của chóp. Món kem này chính là thứ tuyệt vời nhất của đất đá. Đá nè bé ơi. Tuyệt vời. Ước gì gấu dẻo khổng lồ có thể nhìn thấy. Mong đây không phải con hắn. Còn những năm cây cơ. Hả? Cái gì đây? Mềm quá. Mà dính nữa. Kẹo bông á? Mình biết làm sao rồi. Nguyên liệu hả? Kẹo bông này có. Kẹo dẻo dài có. Nutella có. Mình cần tất luôn. Nghe nè mọi người, tớ sẽ làm món kẹo ngon nhất và đỉnh nhất luôn. Lười không phải là cái tội đâu nha. Làm nào. Đầu tiên là phải lăn bột bánh nha các bạn. Úp, ý là lăn kẹo bông đó nha. Kẹo nhìn ngon thật ý. Ok, còn chần chờ gì nữa nè. Tiếp tục với Nutella thôi. Mình sẽ phủ xôn khắp mặt kẹo bông để làm pizza. Nhớ phải phủ đều nha. Mình có thể ăn Nutella vào buổi sáng, trưa và tối luôn. Dừng lại, mình phải làm tiếp pizza chứ. Thêm topping thôi. Mình sẽ không để bừa bộn vậy đâu. Mình có gu thẩm mỹ lắm hả? Cute ghê. Bước tiếp theo là kem đánh. Nhìn muốn rớt nước miếng rồi hả? Xong xuôi nha. Cho thêm màu sắc thì mọi thứ mới hoàn hảo được. Giống như cho thêm muối và tiêu vậy đó. Cắt một miếng to nè. Mình nghĩ mình nghiện kẹo mất rồi. Hóa ra cái này không phải đồ ăn. Là popit thôi. Ít nhất thì cái này ăn được. Có ý tưởng nè. Mình cần làm chảy sô-cô-la trắng ra trước. Popit chính là khuôn của mình. Mình sẽ cẩn thận rót để có hình dạng hoàn hảo. Giờ đổ đầy các ô thôi. Béo ghê chứ. Nhưng nó sẽ không như vậy đâu. Vì nó cần phải đông lại. Úi, đừng làm đổ nha bà. Chỉ cần 30 phút thôi. Nhưng mình không thích chờ. Wow, thử luôn đi. Mình cần chút tương cà. Ý tưởng này hơi ghê nhưng chờ xem.
đây chính là tên cà của mình. Mình tự hào về bản thân ghê. Mình nên cho món này vào sách nấu ăn của mẹ. Tự nhiên khát nước ghê. Nước sao? Chào. Này vịt bé nhỏ, cảm ơn vì lấy nước nha. Cơ mà chạy chậm ghê ấy. Thôi nào, mình chả chờ nổi nữa. Chắc vậy được rồi nè. Mình có thể ăn sô-cô-la tiếp rồi. Và mình biết cách này cực hay luôn. Giữ cho mọi thứ hay ho và mới mẻ quan trọng lắm. Nutella, đến cưng. Mình sẽ rót hết Nutella vào chai đựng nước này. Nutella càng chảy thì càng tuyệt vời. Đợi muốn mòn mỏi luôn rồi. Thôi nào, đã xong nè. Ngon tuyệt. Mình sẽ gắn hai phần này lại. Mong là bình nước vẫn còn pin nha. Ok, mình thử thôi nào. Yeah, được rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mình là cô gái thích một ly nước nửa đầy đó nha. Suy nghĩ tích cực khiến cuộc sống ngọt ngào hơn. Xúc miệng vui dã man. Mình cần xúc miệng thật rồi. Yêu. Ăn mãi thế này thì hỏng răng mất. Không ổn rồi mà. Chắc cách này được nè. Mình sẽ khiến nha sĩ hài lòng. Đây chính là tuýp kem đánh răng ngon nhất. Đã thực sự. Gì vậy nhỉ? Wow, là kẹo gu mà. Ái chà, kiểu gì mình cũng phải đến nha sĩ thôi. Có phải thứ mình đang nghĩ tới không? Kẹo sushi nè. Hai món mình thích hả? Đã ghê. Giờ chỉ cần nước tương thôi. Wow, thơm dã man. Thôi nào, mọi người đang tưởng đây là nước tương thật à? Như vậy thì chả hợp lý lắm. Là mật ong và wasabi ngọt thôi. Chúc ngon miệng. Không có cá sống đâu à nha. Nếu không chấm nước sốt thì còn gì gọi là ăn sushi nữa chứ. Mình ăn nhanh lắm mà. Nhưng ăn rau củ chỉ còn lâu mới nhanh. Giờ chán ghê. Cái gì vậy? Wow, mình ở Wonderland hả? Ăn tôi. Ok, thích thì chèo nè. Nhưng gì đấy nhỉ? Chỉ có nếm mới biết được thôi. Không như mình tưởng tượng. Thế đây là gì? Không thể tin nổi. Thú vị nha. Wow, là kẹo đó. Đói như con sói à? Em cũng thế. Ê ông bạn, tôi đói lắm rồi. Để tôi kiếm đồ ăn đã. Ăn đi, ăn tôi đi. Will, Will, Will. Cậu bị điên hả? Món mình thích nè. Sao vậy? Tôi là no rồi. Ăn đi, ngon lắm ông ơi. Làm nữa tôi gọi sau nhé.
Chào hai đứa. Không ăn vặt trong nhà mẹ. Học đi. Đừng mà mẹ. Không. Và cái này. Vứt hết quả vặt vào thùng rác. Xong rồi. Rosie, lại đây. Đồ ăn lành mạnh luôn thắng nhá. Không quả vặt trong nhà mẹ. Chỉ ăn cái này thôi. Ăn hết đây. Kinh quá. Tao muốn chết. Rác quả cho thêm vị nào. Vẫn nhạt tuyệt. Chuẩn không cần chỉnh. Đây là cơ hội cuối cùng. Bó tay thật rồi. Gà chip. Để xem nào. Có gì nhở? Cam nè. Sẽ ngon lắm cho xem. Ngon xỉu ngang luôn. Nhìn có vẻ ổn áp đấy. Yêu cực quá bà ơi. Yêu lắm. Bạn yêu ơi tuyệt. Anh yêu. Anh đang làm gì đây? Nhìn em như bị ngáo ấy. Làm gì đây? Phải đánh răng thôi. Không bắt được đâu. Giúp em. Rồi. Không phải xoay. Để anh. Em ăn nhiều thế, Rosie. Ăn nhiều thì sao? Lo. Tôi đi, ngại quá. Vào tủ lạnh nhé cưng. Mình là ninja. Thôi mà con trai, đừng khóc. Ăn này. Rosie. Lần tiếp theo ở đâu thế Rosie? Em chả biết. Burger free đây. Kính mời. Burger free đây. Anh không đói, nó muốn chết này. Em cũng vậy. Đi nào. Đi thôi. Không ai thấy cả.
Thử nào. Không có ai hết. Rosie, em làm gì ở đây vậy? Thế con anh thì sao? Nhìn thấy chưa này? Của anh. Này. Giờ là của em. Nhé. Dạ. Hai đứa, mẹ đi đây. Cầm ăn quà đây. Chào mẹ. Chuyển thôi. Bim bim mà. Mình đổi đi. Chụp này. Rồi. Chán đời. Hả? Nói gì? Sao? Đàn đường ngọt thật sự. Khoan, em biết mẹ giấu chỗ nào rồi. Không phải. Tìm thấy rồi. Tuyệt. Trời ơi. Quẩy thôi. Bát này. Nhọt. Đến em. Chào mẹ. Đúng là con của mẹ. Em đây. Ngon miệng nha. Giao hàng đây. Cảm ơn ạ. Khoan đã anh ơi, chưa hết đâu. Chúc một ngày tốt lành. Rosie, lại đây. Wow, em muốn ăn hết quá. Khoan, phải giấu hết cả mẹ thấy hả? Chuẩn. Bắt đầu nào. Ở yên đây nhé. Wow, chúc mừng sinh nhật em. Yeah. Quả tặng này. Có lẽ là gấu. Quà của anh chắc chắn là là robot này. Gì vậy? Nó xin gì này? Dưa leo hả? Thế này là sao? Em cũng toàn rau luôn. Chán như con gian. Hey, chúc mừng sinh nhật các con. Mẹ có bánh kem cực xịn nè. Bánh nhạ. Chuẩn luôn. Mẹ đùa phải không mẹ? Đâu, ngon lắm đấy con. Yeah. Oh yeah, tuyệt vời. Oh yeah.
Mẹ ngủ rồi. Đi lấy kẹo thôi. Đi. Em để đây này. Kẹo đâu mất rồi ta? Phải ở đây chứ. Chả có gì luôn. Ở đây cũng không có luôn. Cơ hội cuối cùng nè. Chắc ở đây á. Nhưng đâu thế nhở? Nhưng ở đâu rồi? Bắt được nha. Giờ các con sẽ sống lành mạnh. Ồ, ngoan lắm. Mẹ quên mất cà rốt. Anh nghĩ ra rồi. Chưa nữa thôi. Tuyệt, cuối thành công cũng rồi. Gì thế này? Xem thử đi. Thích thưởng của em. Nhìn kìa. Không phải tôi, là của ta. Gì đây? Không phải của mẹ. Mẹ xảo quá. Tụi con không tin mẹ đâu. Mẹ, tự do cho phát luôn. Ô, các con, khoan nào. Không luật lệ gì nữa. Quá đã. Thấy không? Cứ từ từ. Kìa. Sao? Quên mất burger nè. Mẹ ơi, mẹ là số 1. Mẹ biết mà. Để xem nào. Trời ạ. Hỏng mất rồi à. Thử lại nào. Gì? Đừng có mơ nhá. Thèm đồ ngọt ghê. Hả? Tình của chó. Luật năm giây đó.